Cách tăng các dịch vụ SIM trên máy Nokia 105 đồ SIM không? Đôi khi các bạn thấy đang ngồi mà mình thấy cái màn hình của mình nó sáng lên, nó có tin nhắn, nó báo là đang gửi, đang nhận gì đó, hoặc là những tin nhắn mà nó hiện lên nội dung là chơi bài, chơi game hay là sức khỏe gì đó. Thì các bạn vô đây các bạn menu nè, bạn vô đây cách tắt cái dịch vụ của SIM đi. Đó. Bấm vô cài đặt chọn nè. Nếu mà SIM Mobi thì chọn lên info, chọn bật tắt dịch vụ, chọn tắt, bấm OK. Đó. Rồi tương tự đối với SIM Viettel, Viettel thì các bạn bấm vô mục di chuyển xuống, chọn SIM Viettel ha. Nó có mục Mailing Address nè, kích hoạt dịch vụ này, tắt dịch vụ, bấm OK. Nó sẽ tắt cho các bạn luôn. Rồi cảm ơn. Rồi thì lúc đó mình sẽ không có bị nhận được những tin nhắn và không gây mau hết pin nữa. Cái này là một cái hiện tượng cũng gây rất là nhanh hết pin.